Trong cuộc sống có rất nhiều thứ kỳ lạ, nhiều sinh vật huyền bí và cả thế giới tâm linh đầy bí ẩn. Đó là điều mà chúng ta không thể lý giải và cũng không thể tìm hiểu hết được. Trong đoạn phim đầu tiên ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những vấn đề này. Vừa qua, một sự kiện kỳ lạ nếu không muốn nói là một hiện tượng nóng đã xảy ra tại Indonesia. Và đây chính là đoạn phim được lan truyền như tin bắn trên các mạng xã hội ở nước này. Theo như người quay lại đoạn phim cho biết, vào thời điểm này đã bất ngờ xuất hiện một vật thể màu đen kỳ lạ ngồi bên cạnh ghế lái của đoàn tàu mini. Chính điều này đã làm cho tài xế giật mình mất hết kiểm soát, nên anh ta đã lái tàu đâm mạnh vào lề đường, khiến cho du khách hoảng sợ la hét đòi xuống. Thời điểm lúc này đã là 9 giờ sáng, Caramel đã quay được một vật thể hình người màu đen ngồi ở toa đầu, nhưng trong nháy mắt nó đã nhảy lên một cái cây rồi biến mất ngay sau đó. Chúng ta hãy chịu khó để ý một chút, tại thời điểm vật thể màu đen nhảy lên cây, trong video bỗng nhiên xuất hiện một tiếng cười rất quái lạ. Rõ ràng người phụ nữ áo trắng đã chứng kiến hết toàn bộ những gì đã xảy ra. Vật thể màu đen nhảy lên cây rồi biến mất trước mặt cô ấy. Vì không tin vào mắt mình nên cô ta đã la hét rất dữ dội. Sau một hồi chứng tỉnh, cô ta nói rằng nó không phải là người. Lúc đầu tôi tưởng có ai đó đang bị mắc kẹt ở toa đầu vì cú va chạm là rất mạnh. Tuy nhiên nó đã quay lại nhìn tôi. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt của nó, toàn một màu đen thui. Nó cười khá to rồi bay mất vào trong rừng. Bây giờ tôi vẫn còn hoảng lắm. Nhà bị ma ám thì có vẻ không xa lạ gì với cộng đồng chuyện kỳ chúng ta. Nhưng việc chấp nhận sống chung với ma thì nghe có vẻ khá kinh dị phải không nào? Và trong đoạn phim sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá làm thế nào mà con người có thể yên ổn sống chung với ma quỷ đang cư ngụ trong nhà của mình. Theo đó, một người đàn ông có tên là William đang sinh sống tại bang Los Angeles tại Hoa Kỳ đã chứng kiến một điều lạ lùng đến đáng sợ mà anh ta cho là khó tin nhất trong đời của mình, nhưng nó lại hoàn toàn có thật. Theo đó, vào lúc 9 giờ sáng của một ngày tháng 4 năm 2023 vừa qua, trong lúc đang rửa chén bát ở nhà bếp, thì William nghe thấy những tiếng ồn ào kỳ lạ phát ra từ tầng hầm bên dưới nhà. Theo như William chia sẻ thì trong suốt 2 năm trở lại đây, gia đình anh ấy chưa bao giờ bước chân xuống đây, nếu không muốn nói là không dám, chỉ trừ những ngày đầu tiên khi dọn về, bởi vì lúc dọn về họ vẫn còn lạ nước lạ cái và không hay biết gì hết. Nhưng những dấu hiệu tiếp theo sau đó đã khiến cho họ dè dặt đến nỗi không dám bước chân xuống đây. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đó là gì. Theo như nhật ký về tầng hầm dưới nhà, William viết như sau. Ngày 22 tháng 5 năm 2018, khi mới dọn về đây, chúng tôi mang đồ đạc linh tinh để ở tầng hầm rồi đi ra. 9 giờ tối cùng ngày, chén bát tự nhiên bị vỡ, chúng tôi không hiểu tại sao. Ngày 27 tháng 6 năm 2018, chúng tôi xuống tầng hầm lấy bộ đồ lặn để cho chuyến đi biển. Thì 2 tiếng sau đó, bình ga mini trong bếp bị nổ, bánh xe hơi bị nổ lốp. Ngày 15 tháng 7 năm 2019, chúng tôi khá sợ khi bước xuống đây, nhưng đành phải xuống để lấy vài thứ đang cần gấp. Thì khoảng 30 phút sau, cửa sổ phòng ngủ của tôi bỗng nhiên bị vỡ và tại phòng con tôi, chiếc xích đu mini bỗng nhiên tự di chuyển một cách đầy bí ẩn. Từ lúc đó, chúng tôi sợ không dám bước chân xuống đây nữa vì tôi chắc chắn rằng sẽ có điều gì đó bất thường sẽ xảy ra. Và hiện tại lúc này, trong khi đang ở nhà cùng đứa con trai, William đã nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra dồn dập từ phía cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, nhưng khi mở cửa ra thì không thấy ai cả. Trong thâm tâm, William thừa biết rằng chuyện không đơn giản như vậy và nó cũng không thể kết thúc dễ dàng như thế. Mọi chuyện chỉ là sự bắt đầu cho những điều rùng rợn sắp đến. Và thế là vào ngày hôm sau, ngay chỗ nhà bếp, khi William đang rửa chén bát như ngày hôm qua, thì mọi chuyện lại xảy ra một lần nữa. Tiếng gõ cửa tại tầng hầm lại vang lên, và con chó của William đã phản ứng rất dữ dội. Go lie down. It's okay. Lie down. Stay.
been doing this all morning and I don't have time for this today. Stop. Hey buddy, I got too much going on. You gotta cut it out. Oh shit. Okay. I'm just gonna set it up, paper towels, and we'll just let the phone roll. I asked if you gotta go or you gotta go downstairs or something. Wherever we're gonna go, you gotta go. Calm down. He's okay. Please, not today. Just call the count. Little buddy. Đây không phải là lần đầu tiên William chứng kiến điều này, nên anh ta cũng chả có gì ngạc nhiên. Một khoảng thời gian dài đã từng sống ở đây đã dạy cho anh ta biết thế nào để sống chung với những điều huyền bí. Và dĩ nhiên William là người biết rõ nhất, mình không mạo phạm đến họ thì họ cũng sẽ không làm hại đến gia đình của mình. Tuy nhiên đối với anh ta thì đoạn phim này cực kỳ quan trọng vì nó đã cho anh ta biết rằng anh ta đang sống chung với cái gì. Nếu là bạn, bạn có can đảm sống ở đây từng ấy năm giống như William hay không? Ngày 24 tháng 5 năm 2023 vừa qua, vào lúc 10 giờ tối, camera an ninh trong phòng ngủ của người con gái Úc có tên là Alice của gia đình Staywit đã quay được một số hình ảnh khá đáng sợ. Được biết, người chiếc xuất lại đoạn phim này chính là Stream, cũng là mẹ của đứa bé trong video này. Ngay sau đó, cô ta đã đăng tải đoạn phim này lên tài khoản Twitter của cô ta nhằm mục đích thăm dò cư dân mạng để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với con gái của cô ấy. Video bắt đầu với hình ảnh Alice đang nhìn chằm chằm về phía cánh cửa sổ và cũng không ai có thể biết chính xác vào lúc đó Alice đã nhìn thấy gì ở cánh cửa sổ đối diện giường ngủ của nhóc ta. Nhưng cho dù đó là gì đi nữa thì có vẻ nó đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Alice. Nhóc ta đã nhìn chằm chằm và không hề chớp mắt về hướng cửa sổ. Được một lúc thì camera bỗng nhiên tự chuyển động. Tuy nhiên trong phòng ngủ lúc này không có gì chuyển động cả. Theo như mẹ cô bé chia sẻ thêm, thì trước đây gia đình có nuôi một con mèo và con mèo này rất thích vào phòng của Alice, nhưng cách đây vài tháng con mèo đã chết. Tuy nhiên khi cô ấy xem lại đoạn phim giám sát này, Jim đã bắt đầu nhìn thấy một dấu hiệu kỳ lạ. Is there a cat in here? No. Oh, sorry. Love you, bye. Are you okay? No, it's okay. I was just checking on you. Good night. I love you. I'm scary. Huh? I'm scary. You're scary? Huh? Why? It's a monster in the window. It's really scary. There's no monster in the window. I'll look. See? I'll look. Khi nhìn thấy một hình dáng lướt qua rất giống con mèo trước đây, nên Jim đã vào phòng của Alice và hỏi cô bé rằng: "Con có thấy con mèo nào không?" Alice nói rằng không nhìn thấy con mèo nào cả, nhưng ngược lại con bé cảm thấy sợ hãi vì có một con quái vật nào đó đã xuất hiện ở cánh cửa sổ và nhìn chằm chằm về phía con bé. Sau khi kiểm tra cánh cửa sổ, Jim không hề nhìn thấy có điều gì bất thường cả, nhưng những gì được camera an ninh quay lại mới chính là điều khiến cho Jim bận tâm, vì hình dáng được camera quay lại rất giống con mèo trước đây mà gia đình đã từng nuôi. Và có lẽ linh hồn của con mèo đó đang quanh quẩn trong ngôi nhà này. Nhưng sau cuộc trò chuyện với con gái vào tối hôm đó cũng đã khiến cho Jim có chút lo ngại là tại sao con gái của cô ấy lại nói rằng là có một con quái vật nào đó đã xuất hiện ở cánh cửa sổ, hay đó là một linh hồn xấu xa, nó muốn vào nhà để ám hại gia đình của Jim. Nhưng có vẻ linh hồn của con mèo đã ngăn không cho điều đó xảy ra, vì chúng ta đều biết rằng ma quỷ rất sợ mèo, như trong những tập phim trước đây mà Judy đã đề cập đến. Ai trong chúng ta đều biết rằng chó là một loài vật rất trung thành với con người, nên người ta thường nói con chẳng chê cha khó, chó chẳng chê chủ nghèo.
Chính vì vậy, không chỉ ở con người mà con vật cũng có những thứ tình cảm rất đặc biệt, nhất là đối với những ai có tình thương yêu với chúng, mà cụ thể là loài chó. Và đoạn phim sau đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho chúng ta thấy được điều đó. Vào một buổi tối, con gái cùng mẹ trở về sau một buổi tiệc gia đình được tổ chức ở nhà bà ngoại, thì camera an ninh trước nhà của họ đã quay được một điều mà khiến ai nghe qua cũng vô cùng xúc động. Video này được Mary Carmen trích xuất lại từ camera an ninh và đăng tải lên tài khoản Facebook của cô ta. Từ khi còn nhỏ, Mary đã sinh sống trong một trang trại nhỏ cùng với gia đình, và tại đây cô ta đã có rất nhiều người bạn động vật. Đối với Mary, những động vật ở đây là một phần trong đời sống của cô. Cho dù bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần được vuốt ve trò chuyện với những người bạn này cũng khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng một người bạn quan trọng hơn tất cả đối với Mary chính là chú chó Scott. Có thể nói phần lớn cuộc đời của Mary cho đến bây giờ đều gắn bó với chú chó Scott. Họ đã cùng nhau làm rất nhiều thứ, đi rất nhiều nơi, và chú chó Scott dường như trở thành một thành viên quan trọng trong gia đình của Mary. Nhưng thật không may, vào một đêm, chuyện gì đến cũng đã đến. Khi Mary về nhà cùng với mẹ sau khi đã tham dự một bữa tiệc ở nhà bà, cô ta đến trước cửa và gọi to như thường lệ, "Scott, Scott!" Nhưng đáp lại lời cô là một sự yên ắng đến khó tả. Lo sợ về những gì chợt thoáng nghĩ qua, Mary đã chạy nhanh đến chỗ ngủ của Scott và nó đã nằm bất động từ bao giờ. Cho dù Mary có kêu bao nhiêu lần, lay mình Scott bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn nằm im không động đậy. Scott đã ra đi mãi mãi. Sau khi đã lo xong hậu sự cho Scott, Mary xem lại những thước phim được camera an ninh quay lại vào những phút cuối đời của Scott. Lúc này cô ta mới nhận ra rằng Scott đã chết trước thời điểm cô ta về nhà khoảng 1 tiếng. Nhưng đoạn phim mà khiến cho Mary cảm động nhất chính là đoạn phim được quay lại vào thời điểm cô và mẹ trở về nhà. Theo như Mary chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về đoạn phim này như sau: "Lúc tôi và mẹ về nhà, tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Dường như tôi cảm nhận được Scott, nó đang chạy ra quẩy đuôi mừng chúng tôi về. Nhưng lạ thay, khi nhìn xung quanh, tôi không thấy Scott đâu cả. Tưởng rằng mình bị ảo giác nên tôi cũng không quan tâm lắm. Cho đến khi xem lại video này, tôi mới hiểu ra tất cả mọi chuyện. Scott đã chết trước đó, và linh hồn của nó đã đứng trước cửa để chờ chúng tôi trở về như một lời từ biệt cuối cùng." Các bạn nghĩ như thế nào về những đoạn phim mà hôm nay chị Ly Kỳ chia sẻ với các bạn? Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút cảm ơn bên dưới video này để chị Ly Kỳ biết các bạn luôn ủng hộ chị Ly Kỳ, cũng như gửi chị Ly Kỳ một chút để uống cà phê. Ngay bây giờ, xin chào và chúc các bạn một ngày vui vẻ.